Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 24 tháng 11 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, hàng nghìn chậu địa lan Trần Mộng vừa chớm nụ đã bị úa vàng, kéo theo đó là nỗi buồn vì nguy cơ thua lỗ nặng của người trồng địa lan tại Sapa, Lào Cai trong vụ hoa năm 2016. Nguyên nhân khiến cho hoa úa vàng là do trong những ngày vừa qua, thời tiết Lào Cai nắng nhiều. Trong khi đó, độ ẩm không khí lại quá thấp, chỉ dưới 50%. Điều đó làm cho hoa địa lan bị mất nước nhiều. Những ngồng hoa non có hệ thống dẫn nước chưa hoàn thiện, không cung cấp nước kịp thời cho nụ hoa, khiến nụ hoa bị thiếu nước, úa vàng và rụng. Tuy nhiên, từ nay cho đến đầu tháng 12, trời tiếp tục rét sâu, hoa địa lan không nở kịp, thì nhiều nhà vườn sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Theo dự báo, trong những ngày tới, Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh với bản chất khô. Do vậy, trời phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng giảm xuống mức 15 cho đến 18 độ, vùng núi từ 12 cho đến 15 độ. Một vài nơi ở khu vực núi cao còn có mức nhiệt độ xuống dưới 11 độ, trời rét đậm. Còn ban ngày nắng lên khiến cho nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng 18 cho đến 21 độ tại phía Đông Bắc Bộ và từ 21 cho đến 24 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời lạnh. Cùng chung xu thế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên các tỉnh Trung Bộ còn chịu tác động của gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình. Do vậy mà mưa vẫn xuất hiện ở nhiều nơi và vùng mưa chính tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và sự xuất hiện của những cơn mưa, nên nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ dao động từ 21 cho đến 23 độ và khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng 23 cho đến 25 độ. Còn tại các tỉnh thành, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ trưa chiều có thể lên đến mức 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời phổ biến là ít mưa, ngày có nắng nhiều và nhiệt độ ban trưa tăng dần, phổ biến ở mức 28 đến 31 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa bà con, Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng cho biết, khoảng 24,4 triệu củ hoa lily tương đương trồng gần 100 hectare đã được các doanh nghiệp chuyên sản xuất hoa tại Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng xuống giống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Khi xuống giống hoa lily, đất phải được cày bừa mịn bằng phẳng, sạch cỏ, bón phân hữu cơ, vi sinh, trộn thêm giá thể rơm rạ, trấu, phân chuồng hoa mục. Mật độ trồng phải căn cứ vào chủng loại củ giống, độ lớn của củ và thời tiết. Với các giống cây to và cao thì bà con nên trồng thưa, giống cây nhỏ thấp thì trồng dày. Vụ xuân và vụ thu ánh sáng đầy đủ có thể trồng dày, còn vụ đông ánh sáng yếu thì nên trồng thưa. Sau khi trồng từ 3 đến 4 tuần, lily sống nhờ vào sự hút dinh dưỡng và nước từ rễ củ. Vì vậy, việc tăng cường nhiệt độ kích thích cho rễ sinh trưởng phát triển là rất quan trọng. Khi bắt đầu ra rễ, nhiệt độ đất phải ở vào khoảng từ 12 cho đến 13 độ. Vượt quá 15 độ thì cây ra rễ kém. Vì vậy, sau khi trồng phải che nắng và thông gió. Khoảng 2 đến 3 tuần đầu sau trồng, bà con không cần bón phân. Nếu đất khô quá thì bà con phun nước duy trì độ ẩm đất. Có thể kiểm tra bằng cách lấy tay bóp đất, nếu không ra nước sau đó gõ nhẹ mà đất vỡ ra là được. Tuy nhiên bà con cần lưu ý, hiện nay các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam để phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hoa lily là còn rất ít. Chính vì vậy bà con nông dân có thể tham khảo một số loại thuốc bảo vệ phòng trừ đối tượng sâu bệnh hại tương tự trên cây trồng khác để sử dụng trên cây hoa lily. Tuy nhiên trước khi sử dụng đại trà cần phun thử trên diện tích hẹp để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 cho đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 11 cho đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 18 cho đến 21 độ. Đến với các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây, phía Bắc sẽ có mưa ở một vài nơi, còn phía Nam thì có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 21 cho đến 25 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, tại phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, còn phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.